Vào buổi sáng ngày 11 tháng 8 năm 1996, một người trẻ tuổi săn tìm các vòng tròn tuyên bố rằng đã ghi lại được hình ảnh của một số những ánh sáng kỳ lạ ở gần khu vực lâu đài Oliver. Trong video của anh ấy, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra hai quả bóng phát sáng bay lơ lửng trên một cánh đồng. Và như thể có một phép lạ, một vòng tròn bí ẩn xuất hiện ngay bên dưới chúng. Đoạn phim đã tạo ra những nghi ngờ lớn, liệu nó là thật hay giả, nhưng đoạn phim này không phải là bằng chứng duy nhất. Một vài nhân chứng khác cũng đã xác nhận rằng nhìn thấy những ánh sáng này. Tôi đã chụp một vài bức ảnh. Tôi chỉ nhìn thấy những ánh sáng đó khi tôi quay trở lại studio và xem lại ảnh đã chụp. Sự xuất hiện của những ánh sáng kỳ lạ này nằm giữa những bức ảnh là cái gì? Tôi cho rằng đây là một bằng chứng rất rõ ràng về một trí tuệ đến từ hành tinh khác. Nếu những quả bóng ánh sáng đó không thể nhìn thấy bằng mắt thường vào ban ngày, thì vào ban đêm, nhiều người cho rằng đã từng chứng kiến những hiện tượng tương tự ở khu vực Windside. Trang bị với những máy quay có khả năng quay đêm, một nhóm truyền hình Mexico đang thực hiện một chương trình đặc biệt được phát sóng trực tiếp. Họ dự định ghi lại các hiện tượng. Mọi thứ đã sẵn sàng vào vị trí. Ta chỉ cần những vị khách đặc biệt của chúng ta nữa thôi, những vật thể bay không xác định. Tại sao chúng tôi lại ở đây? Bởi vì chúng tôi dự định ghi lại bằng chứng mà rất nhiều người đã nhìn thấy, những ánh sáng kỳ lạ bay lượn trên các cánh đồng, nơi có những vòng tròn bí ẩn xuất hiện. Chúng tôi gọi chúng là những quả bóng ánh sáng. Ở đây, mọi người đều mộng mơ, tưởng tượng ra đủ thứ. Chúng tôi phải tìm kiếm được những thứ hợp lý hết sức có thể, chứ không phải là mơ mộng. Ở nửa kia bán cầu, tại Mexico, hàng triệu người xem đang chờ đợi trong hy vọng rằng Fernando và đội của anh ấy sẽ ghi lại được những hình ảnh rất quan trọng, một vật thể bay không xác định. Chúng tôi đã không ghi lại được hình ảnh của bất kỳ ánh sáng bí ẩn hay vật thể bay không xác định nào tạo ra những vòng tròn bí ẩn. Mặc dù còn nhiều ngờ vực, nhóm nghiên cứu người Mexico vẫn nói rằng họ có cảm giác gì đó bất thường kể từ lúc hạ cánh xuống Windside. Những vòng tròn bí ẩn có năng lượng nào đó. Khi bạn đi vào bên trong chúng, bạn cảm thấy có một điều gì đó trong bạn, cảm giác hạnh phúc, tôi không biết tại sao. Không lâu sau khi đội người Mexico rời khỏi hiện trường, một số ánh sáng kỳ lạ xuất hiện ở đường chân trời với cường độ khác nhau. Khoan đã, nhìn kia. Cái gì thế nhỉ? Chờ đã, quay lại đi, rẽ sang phải. Quay lại đi. Người quay phim đang cố gắng quay lại cảnh tượng đó. Ống kính được phóng to hết cỡ. Ở phía xa, có một bóng ánh sáng lung linh. Đây là góc nhìn gần hơn ở cùng góc, phóng to đến 500%. Tôi đang ngồi ngay giữa không gian hình học đó. Vào khoảng nửa đêm, có một điều gì đó xảy ra, như có một luồng điện hoặc cái gì đó giống như thế. Như thế, có cái gì đó rơi xuống chỗ tôi đang ngồi. Rồi đột nhiên tôi không thể nghe thấy một âm thanh gì nữa. Không có tiếng động gì, không cả tiếng dế kêu. Mọi thứ trở nên vô cùng yên ắng. Và rồi quả cầu ánh sáng này xuất hiện lơ lửng ngay trước mặt tôi. Không phải là một con tàu vũ trụ ngoài hành tinh, mà là một cái gì đó rất thật. Nó không phát sáng rực rỡ, mà chỉ phát ra ánh sáng mờ. Tôi nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Một buổi chiều, tôi đang ở trên cánh đồng. Đột nhiên, tôi nghe thấy âm thanh ở khắp mọi nơi trong không trung. Có hai người nữa đang ở đó cùng với tôi. Họ cũng nghe thấy. Như thể có một cái loa phóng thanh ở trong không khí với những âm lượng và tần số khác nhau. Toàn bộ không khí xung quanh tôi dường như đang rung động. Chúng táp vào mặt tôi. Tôi thì đang đứng trên một ngọn đồi lộng gió, hoàn toàn tỉnh táo. Và tôi cảm nhận như thể có một vật thể vô hình đang đập rất mạnh xung quanh tôi, như tiếng đập của
của một quả tim cực lớn ở cách mặt tôi một đoạn. Cứ như thể là tôi đứng trong một câu lạc bộ và có một cái loa nhạc đang phát. Tôi cố nghĩ xem nó là cái gì. Nó di chuyển 180 độ xung quanh tôi, rồi đột nhiên dừng lại và trong chớp mắt biến mất. Như thể đó là một xoáy năng lượng. Ta không biết nó đến từ đâu, nhưng rõ ràng là nó tồn tại. Nikola Tesla, một kỹ sư nổi tiếng, từng nói rằng chúng ta nên nhìn nhận vũ trụ như là một xoáy năng lượng có rung động và tần số. Để minh họa điều này, chúng ta đặt một ít muối ở gần một loa phóng thanh lớn. Dưới một số tần số và âm lượng khác nhau, muối tạo thành các mẫu hình học hoàn hảo thay đổi theo từng kiểu tần số. Khoa học này được gọi tên là cymatics. Liệu nó có giải thích được sự thật chính xác phía sau việc tạo ra những vòng tròn bí ẩn này? Vẫn còn là một bí ẩn vì không ai có thể ghi lại được những âm thanh như vậy từ những quả bóng ánh sáng. Nếu không có các bản ghi âm để chứng minh, những người nông dân vẫn cần phải có những dấu hiệu rõ ràng với thị giác được chứng minh trên đất ruộng của họ. Tôi không phải là người dễ dàng đưa đến kết luận rằng có điều gì đó kỳ lạ và tuyệt vời đã xảy ra, bởi vì tôi muốn có một cái nhìn thực tiễn và khoa học của tất cả mọi thứ. Một số người đoán chắc rằng những thứ này là do con người tạo ra. Tôi cũng nghĩ chúng do con người tạo ra, nhưng vẫn còn một số điểm mà tôi không thể nào lý giải được. Thứ nhất là những cành lúa nằm thấp hơn 30cm so với những cành lúa khác, trông như thể là chúng đã bị hấp hơi. Những cành lúa này vẫn phát triển bình thường những ngày trước đó. Và chỉ qua một đêm, chúng dường như đã trải qua những thay đổi thực sự kỳ lạ. Đó là những gì tôi đã nhận ra trên cánh đồng ở Pusey, nơi mà tôi gọi là những vòng tròn ma quái. Những cây lúa vẫn mọc lên theo chiều dọc cho đến nấc đầu tiên. Chúng bị bẻ cong một góc 45 độ. Bạn có thể thấy tôi khó lòng mà bẻ nổi nấc của cây lúa này. Và sau đó, khi đến nấc thứ hai, chúng lại bị bẻ cong tiếp một góc 45 độ nữa. Và thế là kết quả, những cây lúa nằm trong những vòng tròn bí ẩn sẽ thấp hơn toàn bộ phần còn lại khoảng 15cm. Rất khó để có thể đảm bảo tạo ra một vòng tròn hoàn toàn khác biệt với phần còn lại và thấp hơn cả cánh đồng đúng 15cm. Tôi không thể nào lý giải tại sao lại có chuyện như vậy. Nhưng tôi chắc chắn rằng không có con người, máy móc hay động vật nào có thể làm những điều như vậy. Theo Charles Mallet thì những cây lúa mì này đã bị dạp xuống bởi những năng lượng vô hình. Đây là cánh đồng lúa mì đã ở vụ chín rộ. Những nhánh lúa đã già. Các hạt lúa chịu xuống, đứng cứng nhắc ở vị trí này. Nếu tôi là người muốn tạo ra một vòng tròn bí ẩn, thì cho dù tôi có máy móc tốt cỡ nào, tôi vẫn phải để cho cây lúa đứng im trong điều kiện và vị trí như thế này. Điểm mà tôi nhận thấy ở đây là trong một cánh đồng lúa đã chín rộ như thế này, những hạt lúa nặng trĩu dường như nằm thẳng ra thành từng lớp trên thửa ruộng. Đây là điều mà không một cơ chế vật lý hay máy móc nào của con người có thể làm được. Điều đó khiến tôi tin rằng phải có một quá trình năng lượng nào đó đã xảy ra, làm nguyên nhân khiến cho những cây lúa này nằm dạp xuống và kéo thẳng chúng ra, cứ như thể có một dòng nước chảy qua. Một thử nghiệm đã được tạo ra trong phòng thí nghiệm để đo lường những hiệu ứng khiến cho thực vật bị dạp xuống. Đó là do một dạng bức xạ vi sóng đập vào thực vật với tốc độ rất nhanh. Chúng khiến cho thực vật dạp cả xuống, trông giống bị hấp hơi. Thậm chí chúng còn để lại một số tác động sinh học, trong đó bao gồm cả tác động khiến cho hạt giống nảy mầm nhanh hơn nhiều.
Bức xạ vi sóng bí ẩn mà Jacques Mallet đã nói đến là gì? Liệu đó có phải là một nguồn năng lượng có lợi không? Con cháu của tôi bình thường rất hiếu động, chạy xung quanh, đuổi theo những con thỏ hoặc bất cứ thứ gì chuyển động. Nhưng nó lại nằm yên, chắc chắn có một nguồn năng lượng an lành ở đây bởi vì rõ ràng đây là một nơi tuyệt đẹp. Đối với nhiều du khách, họ nghĩ có một năng lượng thần bí xung quanh những vòng tròn đồng ruộng và bằng cách nào đó chúng ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn máu. Khi tiếp xúc với những dạng hình học này, trên da xuất hiện những mảng màu trắng. Khi bỏ tay ra, những mảng màu trắng biến mất. Bây giờ lại không thấy có gì. Thật kỳ lạ phải không? Chúng trông như những vết thủy đậu. Đúng thế đấy. Có một cái gì đó phát ra từ những cái cây này, ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn máu ở cánh tay. Khi rút tay khỏi đó, quan sát mà xem, máu. Tôi không biết tại sao, nhưng đó là một hiện tượng vật lý gì đó. Quá rõ ràng, bạn có thể nhận ra nó ngay lập tức. Tay của Chris khi cô ấy lùi lại, lại hồng hào ngay lập tức. Ai lý giải nổi? Ai đó đang cố trò chuyện với chúng tôi. Chúng ta cần một hình thức giao tiếp mới. Có lẽ chúng ta chỉ cần lắng nghe. Và tôi nghĩ lắng nghe là mấu chốt của vấn đề. Nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn không thể hiểu được những chuyện này là thế nào.